Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chúng tôi trong một điểm tin và đọc báo hàng ngày. Thưa quý vị, khi nãy tôi có rom cái tin là nói là cái đại suy thoái vào năm 1939 đó, tôi không phải năm 39 thì cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nó bùng nổ lớn ra, nhưng mà đại suy thoái là 1930 thưa quý vị. Đính chính. Thưa quý vị, bây giờ là các cơ sở thương mại ủng hộ cho chương trình. Thứ nhất là thưa quý vị, thì bây giờ cái điền vào mẫu thống kê dân số đây, chắc quý vị cũng nhận được cái thư của từ cơ quan Census Bureau hết đó. Thì thưa quý vị, xin quý vị điền vào những cái chi tiết trong gia đình quý vị đó, cũng như những người mướn nhà hay nội cái đơn vị cái nhà của quý vị hoặc là cái apartment của quý vị, con cháu rồi cũng điền vô hết, bởi vì nó rất quan trọng là người ta sẽ dựa trên con số này để người ta chia cái ngân sách liên bang dành cho các tiểu bang đó hay là các địa phương đó. Nếu mà mình không có thì các cái dịch vụ công nó lại ít đi, nếu mình điền thiếu đó thì tiền nó về ít thì người ta không có phục vụ đúng mức được đó. Thì quý vị có thể vô cái trang là 2020census.gov, cũng có phần tiếng Việt để thêm biết thêm chi tiết quý vị nhé. Bây giờ có một cái thứ hai nữa là mời quý khách đón xem Miley Diamond Show tại VNTV lúc 1:30 cho tới 3:00 chiều ngày thứ ba mỗi tuần. Thưa quý vị, thì quý vị bấm cái chữ Miley Diamond Show thì trên YouTube đó, thì quý vị sẽ thấy có nhiều cái món hàng hấp dẫn on sale bất ngờ cộng với những cái quà tặng quý vị nhé. Thì tiệm vàng Miley vẫn tiếp tục hoạt động mặc dù nó có một cái khó khăn về vấn đề Covid, nhưng mà đều trên YouTube đó quý vị, lên từ 1:30 tới 3:00 chiều mỗi thứ ba. Có nhận các loại thẻ tín dụng như Visa, Mastercard, Discover và gửi hàng đi khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Mọi chi tiết thì quý vị liên lạc với anh Minh 7146535207, xin lặp lại 7146535207, và cô Miley ở 7146229573. Vâng, tiệm vàng Miley xin kính chúc quý đồng hương bình an, sức khỏe và nhiều may mắn trong mùa dịch cúm. Tiếp theo thì chúng tôi có một cái quảng cáo về tiết kiệm điện và tiết kiệm tiền. Thưa quý vị, tiết kiệm điện là để tiết kiệm tiền, do cái cơ quan EcoSolar USA, nhân viên ở đây sẽ hướng dẫn quý vị cái cách thức. Xin quý vị gọi cho 7142659077 EcoSolar USA. Tiếp theo nữa thì chúng tôi có một cái quảng cáo của cô ca sĩ Tâm Đoan về các cái mỹ phẩm và những cái thời trang. Thưa quý vị, gọi cho Tâm Đoan Shop ở số 1-368-376-6768 1-368-376-6768. Và tiếp theo là tôi có anh bạn ngồi kế bên đây là bạn Chu Tất Tiến trong ngành Realtor, và sẵn sàng để giúp quý vị tất cả mọi vấn đề liên quan đến địa ốc và vay tiền. Xin anh cho biết cái số điện thoại. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh một lần nữa. Nhắc lại xin là quý vị, tôi là Chu Tất Tiến, số điện thoại của tôi là 7143983678 398-3678. Thưa anh, có tin gì hôm nay không hay là... Cô Ban Anh, thưa, có một cái này hay cho Tổng thống Trump nè. Cái cuộc thăm dò dư luận Mỹ đó, ông thì nói thật ra ông Tổng thống, ông là dân business mà ông nhiều mưu lắm. Nhiều chiêu lắm. Có lúc cũng là dương chiêu mà có lúc cũng âm chiêu nữa. Quá chiêu luôn. Quá chiêu luôn. Quánh đủ thứ ngón, nghĩa là vừa quánh bóc vừa đá luôn. Thành ra cái vụ Covid này, ổng nương tương kế tự kế là có Covid này thì ổng mỗi một ngày ổng họp báo hết. Ổng họp báo, bây giờ ổng chiếm diễn đàn rồi. Cái ông Joe Biden mới là chết rồi nè. Thì trong cuộc thăm dò dư luận hôm nay trên các hãng thăm dò lớn như Gallup hay là Fox News thì công bố cho thấy là Tổng thống Trump nhận được mức tín nhiệm cao nhất kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Xin phòng máy cho cái link số 3. Vậy là cũng mừng cho ông. Theo kết quả thăm dò thì 49,5% số người được hỏi đã bày tỏ sự tín nhiệm đối với Tổng thống Trump. 49,5 nhiều lắm quý vị ơi, gần như nửa, phân nửa số cử tri rồi. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ khi ông bắt đầu vào Tòa Bạch Ốc. Mức độ ủng hộ trên tăng nhẹ so với tỷ lệ 47% mà ông đã nhận được trong tháng 3.
Đấy thì trong đó, trong khi đó thì tỷ lệ không tán thành của ông đó xuống còn có dưới 49%, tức 48% mấy đó. Thì nghĩa là như vậy là cái số ủng hộ ông cao hơn cái số bất ủng hộ rồi đó. Thì đặc biệt trong bối cảnh mà cái dịch hô hấp này ra COVID-19 thì 51% số người cuộc tham gia cuộc đã thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump đó, bởi vì ông tướng đánh giặc mà thấy ai ngoài chiến trường là người ta mê rồi, người ta tin rồi. Thế nên ra ông xuất hiện liên tục, ngày nào cũng xuất hiện, chỉ có cuối tuần ông phải đi nhà thờ hay là ông làm gì đó thì ít thôi. Đấy, cũng lên báo hàng ngày. Và trong cái cuộc họp báo của ông cũng nhiều kịch tính lắm, thành ra dễ báo khai thác lên, ông nổi bật lên. Bây giờ đó, thưa quý vị, thì về phía ông Sanders đó, thì chúng tôi sẽ đi tiếp cái tin là giữa ông Sanders, Bernie Sanders và ông Joe Biden như thế nào ngày hôm qua. Thưa mời anh. Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp theo lời của anh Hoa Thanh Nhân, thì chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump có nhiều cái quá chiều không? Chúng ta nhớ trước đây ông ấy từng tham gia cái cuộc mô tô, người ta đi, ông cũng vác xe đi vào giữa đường mô tô. Đó là một cái hành động mà có lẽ là không có một tổng thống nào mà làm như thưa vậy. Anh là vì ông là tài tử Hollywood, dạ, ông lên TV hoài, ông là star mà, ông là star. Ông xuất hiện. Thưa quý vị, xin phòng máy cho cái link số 2. Một cái điều cũng không có vui cho nhân loại, tức là Ấn Độ là một cái nước mà đông dân thứ nhì trên thế giới. Gần đây họ chấp nhận là thà chết vì dịch còn hơn chết vì đói. Thưa quý vị, xin phòng máy cho số 2, tức là khi mà chính phủ Ấn Độ nói là bây giờ phải đóng cửa tất cả những cái cơ sở thương mại, những sở trợ cấp. Trước giờ người Ấn Độ sống nhờ trợ cấp rất là nhiều, trợ cấp thực phẩm, trợ cấp về tiền bạc, trợ cấp y tế và những cho những người nghèo đó. Bây giờ thì tất cả cơ quan đó phải đóng cửa, thì người Ấn Độ phải trở về nhà họ. Thì một số rất là đông đã phải lủi thủi khăn gói quả mướp đi về nhà, nhưng còn số còn lại thì nhất định không chịu về, tại vì họ bảo về nhà ông chết đói thôi, thà họ lại mà chết dịch còn hơn nữa, tại vì không có cách nào chờ lựa chọn hết, đi về nhà thì đường xa quá mà dọc đường không có đồ ăn thì cũng chết dở, thì bây giờ thôi cứ ở lại thôi, tới đâu thì tới. Chúng ta thấy là Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay chiếm 37% trong 7,7 tỷ dân trên toàn cầu. Trong đó Trung Quốc có 1,4 tỷ người, Ấn Độ là 1,3 tỷ. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta biết là Trung Quốc đã cố gắng là giảm số sinh sản bằng cách ra lệnh gia đình có một con thôi. Và trước đây có một cái chiến dịch cũng rất là kinh khủng mà vi phạm nhân quyền trầm trọng là con gái thì giết chết. Thì cái đó là tạo ra thế giới một cái cơn lo sợ, một cái người Trung Quốc này xong rồi nó dã man quá chừng. Nhờ cũng vì vậy mà cái số người mà sinh sản của Trung Quốc, Trung Hoa lục địa bây giờ giảm hơn trước là 37 triệu. Nhưng mà còn trong khi đó Ấn Độ thì không có cái chính sách đó, Ấn Độ để cho mặc người ta thả dàn. Mà những người theo tâm lý học thì những người nghèo á, chả biết làm gì cả thì cứ... Nếu vợ chồng cứ yêu nhau thôi, thành ra đẻ kinh khủng. Bây giờ trong tương lai người ta sẽ thấy là Ấn Độ sẽ vượt lên trên Trung Quốc. Dự kiến là Ấn Độ sẽ vào khoảng năm 2050 đó, thì dân số của Ấn Độ sẽ vượt xa Trung Quốc khoảng chừng 2 tỷ người. Kinh khủng không? Và còn bây giờ thì từ 2019 cho đến năm 2050, thì 55 quốc gia dự kiến giảm dân số ít nhất là 1%, trong khi đó thì Ấn Độ cứ tăng lên mỗi năm 1-2%. Thành ra có nghĩa là trong một vài chục thập niên nữa thì Ấn Độ sẽ là cái người đứng giàu nhất, đứng đông người dân nhất thế giới mà lại nghèo nhất thế giới. Chúng ta biết là người Ấn Độ thì có một cái đặc biệt là về vấn đề kỹ thuật họ rất là giỏi. Những người nào giỏi thì giỏi vô cùng, những người ta chuyên viên về kỹ thuật, về computer thì đa số là người gốc Ấn Độ. Nhưng mà trong khi đó thì về cái tình trạng phân hóa nghèo giàu, cho nên những người nghèo thì là nghèo cực kỳ nghèo, nghèo khổ, nghèo nghèo đó nào. Nghèo thì đi với khổ, thưa quý vị, là tức là Ấn Độ bây giờ cái con số của người dân Ấn Độ nó làm cho thế giới cũng kinh hoàng đó, thưa anh. Vâng.
Thưa quý vị, trở lại cái tin tức bầu cử, bởi vì cái bầu cử nó vẫn sôi nổi thưa quý vị, bởi vì chúng ta phải có ông tổng thống vào tháng 11 này, bắt buộc, cái đó là hiến pháp quy định rồi. Làm gì thì làm, kể cả Covid đánh ta cũng phải là dẹp nó qua bên để mà đi bầu cái đã. Thành ra có nhiều cái tiểu bang họ đi bầu trong đại dịch chứ không sợ đâu. Người Mỹ đó, họ vấn đề đối với họ quan trọng là cái thể chế chính trị họ tồn tại. Đấy, bởi vì họ là ngọn đuốc mà sáng về nền dân chủ tự do của thế giới mà. Thành ra bây giờ đó, theo cuộc bầu cử này ngày hôm qua đó, thưa quý vị, ông Sanders, Bernie Sanders đó, thì ông concede, tức là ông chấp nhận thua cuộc và ông tuyên bố ông ủng hộ ông Joe Biden, cựu phó tổng thống của thời ông Obama. Thì đây là một cái bài viết trên mạng BBC nha quý vị, hay lắm, người ta bình luận rồi hay lắm. Thì tôi chỉ tóm lược thôi, rồi quý vị có thì giờ vào đó coi thêm. Link số 4 thưa bằng máy. Thì cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ là Bernie Sanders đã chính thức chấp nhận thua cuộc và yêu cầu cử tri của ông ủng hộ cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử vào chức vụ tổng thống tháng 11 này. Trong một cái chương trình webcast, hai bên họ nói chuyện với nhau qua web, giống như bây giờ ở đài cũng có một cái hệ thống rồi, mà nếu chúng tôi không vào đài, chúng tôi ở nhà thì cũng nói chuyện qua web đấy. Hai ông nói chuyện với nhau, và ông thượng nghị sĩ đã nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ ông Joe Biden trong cái chức vụ tranh cử chức vụ tổng thống, và ông kêu gọi tất cả những người Mỹ đoàn kết để đánh bại ông Trump. Kể cả người Cộng hòa nữa, ông kêu gọi giới trẻ của dân chủ rồi giới trung lưu và những người Cộng hòa đoàn kết lại để đánh bại ông Trump. Và ông gọi tổng thống Trump là một tổng thống nguy hiểm nhất của thời đại trong lịch sử. Thì đối phương thì ông Trump cũng gọi hai ông này là bằng những cái tên cũng khó nghe lắm. Thì thưa quý vị, thì nguyên văn ông nói là: hôm nay tôi xin tất cả người Mỹ, tôi xin mọi đảng viên dân chủ, tôi xin gọi những người Mỹ độc lập, và tôi xin gọi rất nhiều người Cộng hòa mà hãy cùng nhau tham gia chiến dịch này để ủng hộ ứng cử viên mà tôi ủng hộ, đó là ông Joe Biden. Rồi ông Joe Biden ngồi kế bên đó, trong cái web đó, thì cũng gật đầu xuống và có vẻ rất là xúc động, rất xúc động, nước mắt hơi có vẻ ướt. Thì chắc có lẽ cũng cảm động quá, không ngờ là, bởi vì quý vị cũng biết là cái hồi năm 2016 đó, một trong những lý do mà bà Hillary Clinton thua đó là vì cũng tại ông Bernie Sanders này, ông quyết tranh cử cho tới ngày đại hội luôn, ông không chịu thua. Ông nhất định ông là, thành ra cái khối của dân chủ đó, họ cử tri dân chủ đó, họ bị chia làm hai, họ chia ra, họ không đoàn kết được. Còn bây giờ ông đi sớm bằng cách là ông để dành thì giờ trong Joe Biden, ông làm cho cái khối cử tri dân chủ họ đoàn kết được. Ông kêu gọi cử tri mà ủng hộ ông bây giờ phải tích cực bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Nhưng vấn đề ở chỗ là làm sao để ông Joe Biden ngã cái lập trường ông về cái phía mà báo chí gọi là cực tả đó, xã hội chủ nghĩa đó. Ông Biden ông thích cái đó, đó làm sao mà ông chấp nhận cái đó. Và thứ hai là ông Biden phải làm thế nào để mà lôi kéo cái giới trẻ đi bầu, chứ nếu mà không có giới trẻ thì tổng thống Trump sẽ thắng nữa. Đó là cái kết luận của nhà bình luận trên đài BBC thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị, xin phòng máy cho cái link số 3. Đây là một cái tin động trời, thưa quý vị, phải nói là động trời, danh từ của truyền thông hay nói là danh từ một cái tin chấn động hay là tin động trời. Thưa vậy, trước đây quý vị thường thấy Trung Hoa lục địa đó, thằng báo cáo là con số người cho đến bây giờ chỉ có hơn 3.000 người chết rồi, mà hơn 3.000 người chết mà tới, nhưng mà thực tế sẽ cao hơn. Chúng tôi sẽ trở lại trong cái phần tin sau này, thưa quý vị. Xin quý vị giữ quan sát.